Xin chào mọi người. Hôm nay sáng sớm mình ra vườn mình hái rau đây mọi người. Ở đây là rau xà lách mà mình mới trồng ha. Mới trồng nó mới vừa bén rễ nay được một tuần rồi đó. Còn ở này là xà lách tím. Mình cũng mới vừa trồng một đợt nó. Nên nó ít bữa nữa là mình sẽ có thu hoạch rau xà lách tím rồi ha. Bây giờ mình tới đây mình cắt hẹ nè mọi người. Hẹ nó tốt quá chừng luôn. Hổm mình đợt trước mình cắt đó mà tới giờ mình không bón phân nữa mà cái đất mình trộn nó vẫn còn tươi tốt ha. Giờ mình cắt vô. Nó xanh nó tốt cái cọng hẹ quá chừng luôn. Quá chừng hẹ nè. Mình trồng hả, mình nhắm nhắm cỡ chừng 3-4 tuần gì đó là mình cắt. Hè nó cũng dễ trồng ha. Mình bứng ra cái mình trồng chừng một bụi, chừng 3-4 cọng gì nè. Mỗi lần mình thu hoạch mình cắt sát đất luôn để cho nó nhảy con khác. Tươi ngon quá chừng. Nhìn hả, hẹ cây nào cái nấy. Nó cứng cáp ha. Đợt này một khay mà mình cắt khá là nhiều ha, bằng hổm mình cắt hai khay này luôn. Mình cắt khay bên đây, khay bên đây thì có mấy bụi nó nhỏ, tại vì hôm mới trồng là mấy cọng này nó có xíu à, nó từ từ mình cắt vài lần cho nó phát triển nó lớn. Ngon quá. Hẹ này mà vô làm gỏi cuốn là ngon lắm nè. Ôi, nó tươi. Sang qua đây mình cắt ra giúp cá luôn ha. Tại vì cái này nó lớn rồi mình không cắt, mình để là nó trổ bông nha mọi người. Giúp cá này cũng ngon nữa nè. Mình đâu có bón phân đâu. Nó tốt quá. Là do đất của mình trộn á. Hồi lúc nó mới lên á thì nó cái lá nó màu xanh. Màu xanh đậm ha. Bây giờ kiểu như nó già cái lá rồi, nó nhìn nó hơi màu vàng vàng. Mình cắt.
nó ngon. Mình cắt hết luôn để cho nó lên thì lên một lượt. Mấy bữa nay ở đây á trời mưa bão liên tục, mưa tối ngày cho nên mình không có cắt. Bữa nay sáng bữa nay không có thấy mưa cho nên mình ra mình cắt. Ngon không? Quá ngon luôn. Xả hạt giống cải bẹ xanh nè. Đó. Hai tuần nữa là mình tỉa cải non mình ăn được rồi hen. Hôm nay có mấy trái đậu bún nè. Đó, nó dày nè. Mình hái mấy trái ha. Bữa hai bữa trước á mình hái một đợt nữa rồi. Hả? Bữa hổm mình hái nhiều dễ sợ luôn. Lần mình quay á thì mình hái cũng nhiều, rồi lần sau mình hái cũng nhiều, lần này thì nó hơi ít trái lại rồi. Có nhiều thì mình hái nhiều ha, mình chứ để chờ đợi thì nó già còn đậu không ngon. Ok, nó có nhiều thì mình hái vô mình kho tiên á. Bữa nay nang tương nè. Thấy vậy mà hái cũng nhiều nè, tại vì cái trái nó dài á, rồi cái mình cắt ra là nó nhiều. Ở đây á cũng có mấy dây đậu nè, mà trái nó cũng to, mình cũng hái chứ để nó già. Trồng đậu này thấy cũng mau có ăn lắm. Nó mình hái nãy giờ cũng được nhiêu đây đậu bún rồi nè. Ra thu hoạch thì không thể nào mà không hái đậu rồng ha mọi người. Quá chừng hả, đậu nó ra trái thì mình cứ hái thôi. Đây á. Hồi chiều hôm qua mình cũng đã hái rồi nhưng mà hái không có hết. Cho nên bây giờ mình cũng hái nữa. Mình hái có chút mình thấy cũng được rồi đó. Cái trái này bị con sâu nó cạp lỗ. Mai mốt á mình tính cắt bỏ bớt á để cho nó trống cái khúc đằng kia kìa. Mình hái khúc chỗ này thôi, mình không có xích lại đằng kia hái, để đằng kia lát nữa rồi mình làm công chuyện xong rồi mình hái sau ha. Mình hái ở khúc đậu đằng đây chứ đằng kia còn nhiều lắm, hái lâu lắm.
Rồi, con gì nó ăn nè, ăn mất hút hết trơn. Để đây nằm ở mé ngoài cũng có luôn. Quá chừng mai mốt mình cắt cái bụi ở đây nè cho nó ấy, nó trống cái cây cây đu đủ ha. Đu đủ nó bị che, nó chín mình cũng không thấy trái nữa, mà cái nó rụt cái nó rụng đất không có trái chín trong đó mà nó thúi luôn rồi kìa. Mình có trái mướp to nằm trên vàng, mình ăn không có kịp cho nên nó to. Cỡ này á còn nấu canh được nha, nấu canh được để nấu canh luôn. Mình hái vô á cho đứa em. Ui, đây là thành quả sáng hôm nay mình ra vườn mình thu hoạch nha mọi người. Rau diếp cá nè, rồi hẹ nè, đậu rồng với đậu bún nữa. Hồi nãy mình có hái hai trái mướp á, mình cho đứa em đi về nấu canh rồi cho nên á mình không có chụp hình vô đây ha. Rồi mình video thu hoạch của mình buổi sáng hôm nay cũng xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye.